vấn các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một món đồ uống rất là ngon và bổ dưỡng các bạn ạ. Đó là món soda trứng gà và công thức cũng rất đơn giản. Bây giờ chúng mình cùng làm nhé. Các bạn ơi, nguyên liệu để làm món soda trứng gà này thì gồm có một lon soda nước ngọt. Nước ngọt này thì các bạn tùy vào sở thích của mình nha, loại nào cũng được. Một quả trứng gà và một hộp sữa đặc. Trước tiên thì mình sẽ tách lòng đỏ trứng gà ra các bạn ạ. Mình chỉ lấy lòng đỏ trứng gà thôi. Mình cho hộp sữa đặc này vào luôn các bạn ạ. Sau đó mình đánh tan trứng gà với cả sữa. Nếu như các bạn không có máy đánh trứng thì các bạn có thể hoàn toàn cũng dùng được bằng cái phới này hoặc là dùng thìa đánh tan trứng với sữa nhá. Các bạn ăn mùi rất thơm rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, vậy là mình đã đánh xong rồi. Khi nào các bạn đánh trứng với cả sữa có màu vàng trắng như này là được các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đổ vào cốc nha. Sau đó mình rót soda vào các bạn. Từ loại nào các bạn thích. Đánh tan trứng gà với cả nước soda nha. Các bạn ơi, nước soda này mình đã ướp lạnh trong tủ lạnh rồi. Nếu các bạn nào không ướp lạnh, các bạn có thể cho thêm 1-2 viên đá vào đây uống các bạn ạ. Vậy là xong rồi, bây giờ mình sẽ thử uống nha. Xin mời các bạn. Thơm và ngon nhá. Mùi thơm của trứng gà kết hợp với mùi sữa với cả mùi vị của soda có ga rất là thơm. Các bạn ơi, các bạn hoàn toàn có thể tự làm cho mình những cốc soda thơm ngon để chiêu đãi cả nhà mình nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye! Xin mời các bạn! Rất là ngon các bạn ạ!